Nó cầm công tắc là theo xe đáp 99 ha. Nói chung nó cùng cầm này là được 8 điểm nha anh trai ha. Nó chỉ mắc chữ H với dấu chấm thôi. Nó cầm này giờ là vệ sinh ha, vệ sinh lại cho anh trai ha. Gờ tay là cộm luôn nha anh em. Những cái cầm như vậy nè, nên mua dọn xe và xài xe nhà nó cực kỳ ngon nha anh em. Đó. Dây dầu cũng vậy nè. Đó, dây dầu đáp 99 luôn nữa nè. Anh em thấy không? Đó. Nhưng mà nó quay vô trong nha anh em. Đó, lúc lên xe nó nằm vậy nè, phải nó quay ra ngoài nữa là whip luôn nè, đá 99 đó ha, chữ này quay vô trong nha. Dây dầu này cũng vệ sinh lại ha, nó không đi gam nha anh em, tại cái đầu nó còn rất là kỳ kỳ và đẹp ha, để tận dụng là xài. Đó. Nó sò khỉ nè, đó, cũng gam zin luôn. Đó, để vệ sinh lại ha. Đó. Bao đẹp nha anh em. Chào tất cả anh em gần xa đang xem kênh Phục Tùng Gã Xe của Nguyễn Hùng Vĩnh Long. Bữa nay em sẽ tiếp tục khui hàng cho anh trai ở bên An Giang nha. Đó, gửi em phần cái cục máy đây. Cục máy anh em có coi cái phần trước thì anh em cũng biết rồi ha. Đó, cục máy là cục máy gớt, nhưng mà sẽ thanh lý lại cho anh trai là về chỗ mà anh trai mua cục máy trước và đổi là cục máy bít nha nè. Đó, cục máy bít, cục máy là tò đắt đỏ không à, cục máy chính giữa đây nha. Đó, còn cục máy đó của anh trai quận 7. Còn cục máy này thì cũng mới lấy sao nè, mới lấy sao ha. Cục máy này cực kỳ vip nha nè, vip vip như chiếc xe nhà này luôn nha nè. Đó thì máy thì bây giờ đã cũng làm xong rồi. Đó, bây giờ là anh trai gửi dọn luôn nha nè. Đó, dọn full xe luôn. Đó, full xe cho anh em. Đó, bây giờ anh trai gửi hàng qua. Đó, coi món nào á được thì tận dụng lại, còn không được thì báo cáo cho ảnh để anh tiếp tục gửi thêm nữa nha. Đó, bây giờ mời tất cả anh chị em là theo chân em đi khui cái hàng của anh trai này ra nha nè. Thì cái này chắc cú là dàn áo 100% rồi ha. Thấy không? Đó, dàn áo đây. Gồm thì có học bình nè ha, học bình dơ nè, yếm lường nè, bờ cổ nè, bờ cổ này theo xe này nha, đúng 99 tháng 10 năm 99 nha nè. Đó thì cũng có gãy nè ha, thì phục hồi lại cho khách ha. Yếm đen nè ha, yếm đen cũng 99 luôn, có gãy bát nha. Đó, có gãy cái bát, có gãy nó có nứt nha. Đó, nứt hai bên. Đầu đèn ha. Đầu đèn. Cũng coi nói chung mà dàn áo theo xe bắt buộc là phải có gãy bát rồi nha anh em. Bẩn nè. Đó. Bẩn thì có bể ở dưới nè. Đó, cái này thì cái nào bể thì em sẽ đi hàng nha, đi hàng cho khách ha. Mặt nạ nè. Đó. Mỏ dè nè. Đó. Mỏ dè thì đúng luôn nha, đúng zin luôn. Ốp dài nè, nói chung cái này lên đĩa là bắt buộc phải cắt ốp dài. Ốp dài là ok nè. Đó, hai bên ok hết. Bẩn nè, bẩn lại ok luôn nha. À, hai cái mình sao chứ lộn, hai mình sao ha, ok luôn ha. Điểm trong nè, ok luôn ha. Nói chung cũng có gãy bát nha anh em. Đó. Mui rùa nè. Đó. Đôi biển số nè. Đôi biển số này chắc theo xe luôn anh em ơi. Đúng là theo xe ha. Đồng hồ đây. Đó, đồng hồ.
đồng hồ thì kim cũng còn dốt dốt nha anh em. Thì đã xong cái phần cái thùng dàn áo ha. Đây sẽ khui nhanh ra. Đây nắp nhựa nồi nha anh em. Đó, nắp nhựa nồi là tháng 11 năm 99 ha. Đó, nắp nhựa nồi còn đẹp ha. Chó đây. Chó này chó mới rồi anh em ơi. Chó mới chùi ha, chùi cứng còng nha nè. À, chó mới nè ha. Chó mới bắt bóng là bóng lô nha anh em. Bóng là bóng lô chứ không phải bóng zin nha. Đây bóng lô nha. Đây bóng lô ha, này bóng lô nha anh em. Đó, chó mới bóng lô. Chó là BN2330 ha, bóng lô ha. Đùi lái nè ha, đùi lái đúng 110 nha anh em. Đùi lái đúng 110, còn bóng ở trong thì cái kiểm tra sau nha anh em. Đây hai nhan ha. Hai nhan ok đúng 110 luôn nha. Đó, cái phần này thì ok bỏ vô nha anh em. Rồi tiến hành bây giờ mình sẽ khui cái thùng này coi cái gì trong đây nha anh em. Chén thái nha anh em, đây chén thái ha. Đó, này là chén thái. Chén thái đạn Việt Nam quá, đúng rồi đạn Việt Nam. Đạn Việt Nam. Chống đứng ha. Chống đứng theo xe mà có sơn rồi nha anh em. Nó có sơn rồi ha. Sọ khỉ. Bắt đĩa ha. Bắt đĩa. Cô Yên. Nói chung những con ốc khách gửi đây ha, cái nào mà xài được để xài, còn không được em sẽ thay ốc khác nha anh trai. Mobin chụp. Chụp này không đúng của quay thái 110 nha. Đó, chụp này là của thắt nha anh trai. Nó dài hơn nha. Đó nè, thân lại dài hơn. Mobin thì cũng đã chày rồi ha. 11 năm 99 nha. Đó. Trái xe xị tay thắng nè ha. Đó. Cốt. Cốt 99 ốc bờ bát treo máy rồi ha, bát thắng nè ha. Dây nè. Đó. Thôi giờ mình khô mình giờ em check đi. Cần số mới nha anh em. Cần số mới ha. Cầm công tắc. Đi đồng. Vô đạp ha. Đầm đĩa. Đầm xăng ha. Heo dầu. Bình xăng con. Cốc. Rùi đông. Gạt máy.
Giờ sẽ khui cái sườn nha nè. Rồi thì em cũng đã khui rồi hết rồi ha. Bây giờ em sẽ kiểm tra một lần nữa nha anh trai ở An Giang. Đó, ốc thì anh trai cũng gửi nè. Nói chung ốc dọn nguyên xe thì anh em nhìn đây cũng không bao giờ đủ đâu. Thì phần ốc á, thì anh em hoặc là anh trai đó yên tâm. Ốc thì đây em không thiếu. Em sẽ tận dụng những con ốc mà anh gửi đây. Cái nào được thì em sẽ tận dụng đi gam lại nha. Còn thiếu á, thì em sẽ bổ sung thêm ha. Đây, em sẽ kiểm tra tiếp những cái món hồi nãy mà khui không kịp nha em. Đây, cùm công tắc nè, còn chữ đát 99 nha em. Đó, còn chữ nha, chữ này chữ zin nha em, chữ cộm ha. Đó, còn đây là thắng đùm nha. Đó, anh trai lên đĩa em sẽ làm cho cái dắt nha em. Đó, làm cái dắt nói. Đó, dắt zin luôn nha, không đụng chạm cái này vệ sinh ha. Cái ngàm đề cũng vậy luôn nha. Đó, ngàm đề thì cũng đát 99 luôn. Ok nè ha. Má nè ha. Đó, má thì cũng chín chín luôn, nhưng mà chỗ con ốc chỗ gấp thì xuống thì nó sẽ bị quịch, nên là không quan trọng nha. Đó, đùm thì cũng vậy luôn, đùm này đùm chín chín luôn nha. Đó, đùm sơn zin, cái này em sẽ đi sơn lại ha, riêng cái đĩa là đĩa mới nha em, đĩa mới nha, đĩa mới. Còn cái đùm đĩa nha em, đùm đĩa này là đùm 99 luôn nha em, đùm đĩa là đùm 99 luôn, cũng sơn zin luôn. Nhưng mà anh em nhìn những cái lỗ chân câm nè, nó to đùng vậy nè, nó bị quịch đó nha nè. Đó, đó không quan trọng ha. Còn cái bản liền nha nè, bản liền. Bản liền này của 110 nhưng mà của thằng phu chờ 1 nha nè. Phần phu chờ 1 thì nó sẽ có 3 cái ốc này vậy nè. Đó, không quan trọng, cứ zin là chơi ha, đầy đủ hết ha. Ốc là con đầy đủ hết. Gà le đề nè ha. Lỗi ha, lỗi này sao có một cái để họ kiểm bên y đông coi nó còn cái nào nữa không ha. Cục IC thì đẹp với cục sạc ha, cục sạc 9.D và cục IC 9.N ha. Có giò đạp thì 2K ha, đúng nha. Còn cái cần chống ngang này hàng linh kiện nha em, không phải của không phải zin nha. Đó. Con cốc thì đúng zin nha, số mã số 4 nha em, mã số 4, cái nhông nhựa nhông khan ha, đúng zin ha, rửa vệ sinh là xài. Tớp chân và cái dây của trái xa xị ha. Còn cặp bao tay này thì bao cai không phải của này của hàng mới nha anh em, hàng mới ha, không phải zin nha. Đó, còn cái ngàm dầu thì đúng 99 nè. Đó, giờ phải đi thay cái cặp mắt kính và thay cái lỗi ở trong này luôn nha anh em, mới làm lại ngon, cứng còng anh trơn ha. Riêng cái bình xăng anh trai gửi nha anh trai. Đó, anh trai gửi gói không kỹ ha, nó bị bể cái nắp này ha. Đây, bể cái nắp này không quan trọng nha, ở đây em có nắp thay cho anh trai ha. Bình xăng 99 đẹp nha. Đó, vệ sinh cân chỉnh lại xài ha. 7CANH04 anh em. Đó, con heo cũng heo 99 luôn. Đó, heo 99 luôn, 9S14 ha. Cặp phột thì cũng vậy luôn, cặp phột thân đĩa cũng 99 luôn. Em sẽ đi làm hơi là ha, gắt máy thì ok nè, học bình nè. Đó, mé sau có cắt nè, nói chung cái này không quan trọng ha, tại mình lắp vô nó nằm ở trong đó không ai thấy ha. Đó, bình thường xài bình thường nha anh em. Đó, gắp thì cũng ok nè, gắp có chữ K nè ha, có chữ F nữa nè, đúng nha, lắp zin nha, tem còn rồi ha, mà để cho thợ nó sơn kêu nó giữ tem lại coi được không ha. Riêng cái đuôi biển số này có hàng rồi ha. Đó, thì nói chung mình cũng 99 luôn. Đó, mình sẽ đi làm bóng lại cho khách nha, kêu mấy anh thợ sơn làm bóng lại cho khách. Cái dàn áo này á, thì em sẽ móc cái đầu đĩa và cắt cái ốp dai và đem đi hàng và đem lại đem đi sơn nha anh em. Đó, cái yếm đó cũng gãy luôn nha. Đi đông này coi còn dính cái bên này không? Còn dính một cái đây nha anh em. Đó, còn dính một cái ha. Đó, còn dính một cái ha. Ok, lỗi gụi đông còn ok nữa ha. Chẳng ba cũng còn ok luôn nha. Đó, mã số 11 ha. Riêng cái sườn nha anh em. Riêng cái sườn thì em thấy ở phần đít nó có bị oxy quá nha anh em. Oxy quá, tem sườn còn ok nè ha. Đó. Cái này phải đi sơn tĩnh điện lại nha anh em, sơn tĩnh điện lại ha. Đường dây điện thì ok nha em, đường dây điện còn ok hết ha.
Đó. Thùng ở đây có gách ha, thì mấy thùng này em có để thay hết ha. Cần số này là cần số mới nha anh em, cần số mới 2000 ha. Thùng này là thùng của thằng Việt Nam nha anh em. Đó, thùng của Việt Nam. Dây dầu 99 nha anh em, dây dầu 99 ha. Nó ngầm dầu trên tháo ra thì nó không có cái miếng đen, cái miếng trắng để chụp nha anh em. Đó, để không cho dầu ra ha. Nó không có ha. Thì mặt hàng thì cũng đã kiểm tra xong rồi nha anh em. Đó, bây giờ là tiến hành báo với khách và vệ sinh đồ nha anh em. Clip kiểm tra đồ của anh trai An Giang tới đây em xin kết thúc nha anh em. Đó, chúc cả anh chị em gần xa xem clip của em vui vẻ. Nếu thấy clip hay, quẹ mến kênh phục tùng của em, hãy ủng hộ một like, một đăng ký kênh nha anh em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dùng Thái 10 ha. Rồi, hẹn cả anh em đến clip tiếp theo nhé.